làng hoa Tân Quy Đông này đó là có trên 100 năm, thì cha truyền con nối. Thì cái thế hệ hiện nay là thế hệ thứ tư. Buổi sáng lo trong gia đình xong xuôi rồi đó, thì công nhân đi ra vườn để tứ kiển, tứ bông và săn sóc bông. Mỗi ngày phải tưới một lần vậy đó. Ví dụ như ngày nào mà mưa thì khỏi tưới, mà nắng thì cũng phải tưới. Ở đây trồng đồ nhỏ thôi chứ không có đồ lớn. Đồ nhỏ thì bán hàng ngày, còn đồ lớn thì lâu lâu mới có bán một lần. Nhưng mà đồ lớn thì vốn liếng rồi nhiều lắm. Mình cũng phải lên xe để coi như là các tỉnh nào cần thì người ta về đây, người ta nhận hàng, người ta đi giao các tỉnh bạn. Giống như là ở Sa Đéc này là cái đặc thù của nó là trồng quanh năm á, thì nó cung cấp được cho ở miền Tây, miền Trung, miền Bắc. Mà tôi thì tôi bán hàng ở miền Trung, ra ngoài miền Trung á nó cũng thích hoa của Sa Đéc lắm. Vợ chồng tôi sáng nào cũng đem phân gom qua thị xã Sa Đéc bán cho người ta trồng bông, trồng kiển rồi đó. Đem qua là hết. Mong ước phân em nó tốt đạt gì đó cho bà con trồng cho chúng giá. Sống yêu nghề, mến nghề hoa, và cái món hoa là món ăn tinh thần của người Việt Nam. Tự hào chứ, nhờ cái làng hoa này mà công ăn việc làm của tụi anh em bốc vác của tụi tôi là có công ăn việc làm mãn nào. Chúc ngày mới được tốt lành. Chào khán giả quê tư qua ba một ngày mới hạnh phúc. Em chào ngày mới. Chào ngày mới. Chào ngày mới. Vâng, chào ngày mới tất cả những khán giả thân yêu của Cà Phê Sáng với VTV3. Lại thêm một ly cà phê nóng hổi và rất nhiều những hương vị thơm ngon được chúng tôi pha chế để gửi tặng quý vị khán giả. Và những hình ảnh đầu tiên chúng ta đã được đến với những người nông dân rất dễ mến ở làng hoa Tân Quy Đông, nằm bên bờ sông Tiền của Sa Đéc. Và làng hoa Tân Quy Đông không chỉ là đầu mối hoa cây cảnh nổi tiếng ở miền Tây, mà nơi đây đã từ lâu trở thành một điểm tham quan rất thu hút khách du lịch. Vâng, và chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời điểm này thì không chỉ bà con ở Sa Đéc, Đồng Tháp, ở làng hoa Tân Quy Đông mà bà con ở nhiều vùng trồng hoa trên cả nước đang rất tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa Tết rực rỡ sắc màu. Còn 3 tháng nữa thì mới tới Tết Nguyên Đán, nhưng có thể nói rằng là không khí lạnh tại thủ đô Hà Nội nhiều ngày vừa qua cộng với cả những cơn mưa phùn. Đã thấy Tết rồi ạ. Vâng, chị cũng chung một suy nghĩ đấy giống tôi đúng không ạ? Chắc hẳn ai cũng thích Tết, bởi vì Tết là những cái ngày tháng của sum họp, của đoàn viên, là những cái gì đó của viên mãn, của hạnh phúc, cũng rất xứng đáng để chúng ta phấn đấu sau hơn 360 ngày lao động của một năm, đúng không ạ? Vâng, cái không khí Tết thì chúng ta để dành cho những chương trình tiếp theo. Còn